thay thế Emlet, Honda ra mắt Sega Ad chủ bài giá 56 triệu đồng đẹp lấn Ad SH, có phanh ABS. Những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu Sega có ngoại hình cá tính hơn so, với Honda SH hay Emlet, hoàn toàn có thể thỏa mãn với tân binh vừa ra mắt này. Bunsu Honda Malaysia vừa giới thiệu bản cập nhật mới nhất cho Honda Vario 160 phiên bản tiêu chuẩn dành cho thị trường Malaysia. Ở phiên bản mới nhất, Honda Vario 160 được nhà sản xuất cập nhật màu sắc bắt mắt hơn, với các tùy chọn màu xanh lam và đỏ, được kỳ vọng giúp gia tăng đáng kể sức hấp dẫn trong mắt khách hàng. Honda Vario 162 025 sẽ có mặt tại các đại lý Bunsu Honda Imian X từ ngày 23 trên 9 trên 204 với giá bán 10.198 giờ em, tương đương khoảng 56 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá này tăng 100 giờ em khoảng 551.000 đồng so với phiên bản được ra mắt vào năm ngoái. Trong khi đó, Honda Vario 162.024 với các tùy chọn màu xanh lục và xanh lam mở vẫn giữ nguyên giá bán ở mức 10.498 giờ em, khoảng 57,9 triệu đồng. Các mức giá bán này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và đăng ký. Các tùy chọn màu mới giúp Honda Vario 162.025 có ngoại hình bắt mắt, cá tính hơn so với những người anh em cùng hãng như Honda Airblade hay SH. Tuy nhiên, ngoại trừ ngoại hình được làm mới, thì thông số kỹ thuật của Honda Vario 162 2025 không có gì thay đổi. Mẫu xe tay ga này tiếp tục được cung cấp sức mạnh từ động cơ 4 van, xi lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 157cc. Động cơ sản sinh ra công suất tối đa 15,3 mã lực tại 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Sức mạnh được chuyển đến bánh sau thông qua hệ chuyển động dây đai và hộp số CVT. Honda Vario 162 025 sử dụng cả hai bánh xe cùng có kích thước 14 inch, đi kèm lốp không xăm 180 ở phía trước và 120/70 ở phía sau. Hệ thống phanh của Vario bao gồm đĩa thủy lực ở cả bánh trước và bánh sau, nhưng hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh chỉ xuất hiện ở bánh trước. Hệ thống treo của xe được đảm nhiệm bởi phục ống lồng ở phía trước và bộ giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trước ở phía sau. Ngoài ra, Honda Vario 160 còn sở hữu những trang bị và tiện nghi đáng chú ý khác như hệ thống Smart Key cho phép khởi động không cần chìa khóa, cũng như báo động và phản hồi tín hiệu để hỗ trợ tìm vị trí đang để xe. Honda Vario 160 cũng được tích hợp cổng sạc USB Type A cùng với không gian cốp chứa đồ rộng rãi có dung tích 18 lít nằm dưới yên xe. Trọng lượng của Vario 160 được liệt kê là 117 kg với bình xăng 5,5 lít chứa đầy nhiên liệu. Chiều cao yên xe được đặt ở mức 778 mm. Vario 160 còn đi kèm với hệ thống đèn full led hiện đại và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết.